An San Vũ kính chào quý khán giả chương trình Việt ngữ của hệ thống truyền thông Á Châu tại Hoa Kỳ Asian Media Network. Thưa quý vị, chiều hôm nay, ngày 29 tháng 3, 2021 tại kỳ đài Việt-Mỹ tiểu bang Arizona, Hội cựu chiến binh Hoa Kỳ tiểu bang Arizona đã tổ chức buổi lễ tưởng niệm những cựu chiến binh Hoa Kỳ đã hy sinh trong cuộc chiến Việt Nam. Trong buổi lễ ngày hôm nay, ngoài sự vinh danh những quân nhân Hoa Kỳ đã bỏ mình trên chiến trường Việt Nam để bảo vệ tự do cho dân chủ miền Nam Việt Nam. Một điều làm cho Anton Vũ rất cảm động khi thấy ban tổ chức trân trọng vinh danh ông Bùi Quang Lâm, cựu chủ tịch Hội cựu quân nhân quân lực Việt Nam Cộng hòa Arizona vừa mới mất cách đây không lâu. Tham dự buổi lễ có sự hiện diện của nhiều quan chức chính quyền và đặc biệt có sự hiện diện của Thượng nghị sĩ ông Sonny Borelli của tiểu bang Arizona cùng rất đông đảo những cựu chiến binh Hoa Kỳ và gia đình của họ. Anton xin kính mời quý vị cùng theo dõi phóng sự sau đây. For all the American soldiers, airmen, sailors, marine, and coast guard who went to Vietnam to help prevent the communist takeover from the North Vietnamese, and when they left, that's when it happened. And thank you, thank you, thank you, dear God in heaven. Here's our cherished veterans and their family. My name is Anton. On behalf of the Vietnamese community, we want to thank you. May heal, but the scars in their hearts is forever. We appreciate your sacrifice, not only for the terms, but for the whole entire lifetime. We salute you. Thank you. And he supports all of you all. And I just wanted to say heartfelt thank you for your service and welcome home. Thank you. Is Quinn here right now? Thì hôm nay có thể nói là chúng tôi vừa xúc động mà vừa rất cảm ơn và rất hãnh diện. Vì lần đầu tiên một người Việt Nam tị nạn mà đã được cựu chiến binh Hoa Kỳ tổ chức một cái lễ tưởng niệm cái sự ra đi của anh Lâm. Mà trong đó tôi thấy là như là có luôn cả cái sự hiện diện của các thượng nghị sĩ và dân biểu của Arizona. Một buổi lễ thật vô cùng long trọng. Mà cái sự long trọng đó lại càng thêm cho chúng ta những người Việt tị nạn được rất vô cùng tự hào về anh Lâm. Một người Việt Nam lần đầu tiên đã được bầu cựu chiến binh Hoa Kỳ vinh danh. Đó là một điều mà chúng tôi và cộng đồng người Việt quốc gia Arizona rất vô cùng hạnh diện. So I can be clear, I just thank you everybody for remembering my dad and his work. He was a patriot of Vietnam, and although I've never been able to go, I've heard very many good things about the country and his work towards rebuilding the relationship between the U.S., Vietnam, and remembering the country that was. Thank you for remembering his life and his work. Hello, Senator. Could you please tell us why you're here today? Well, I'm here to commemorate and honor our Vietnam veterans on this day. This is a piece of American history that should not be forgotten. These veterans that gave their lives, risked their lives and their sacrifice and even those that have gone before. So we need to honor them and keep their memory alive, that they're gone, but they're not forgotten. Thank you so much, Senator. Hello, sir. What is your name? Oscar Urrea. Hello, Oscar. Could you tell us the reason why you're here today? Well, we're doing the commemoration of the Vietnam War, and this is something true to my heart. And the fact that a lot of the stuff you see here, our organization, In-Country Vietnam Vet, freedom isn't free. Everybody has to fight for that freedom. And I was honored to participate in Vietnam. Me and my two other brothers were there. But we have to be very careful, especially in these times, that we don't give up our country to socialism, then communism. And we have to let our youth and our people know, be careful what you give up. Can you tell us your name and the reason why you're here today? My name is Joe Abadili. I'm a retired colonel, United States Army. I served in Vietnam January 68 to January 69, and I'm here to support my brother Vietnam veterans and to honor them. Could you tell us the message you would like to send to the Vietnamese youth of America today? Well, first of all, I have a lot of respect for the Vietnamese people.
They're hard workers. I went to Vietnam to help the Vietnamese people. I didn't go there to use, as the colloquial expression was, excuse me for saying this, to kill gooks. I went there to help the South Vietnamese people who were invaded by the communist North Vietnamese. A lot of people don't know that today. They don't know anything about the war. And so I want the Vietnamese youth today to know that they are American citizens now. We're proud to have them, and I know most of them are very proud to be Americans. But still, I hope that they continue to respect and maintain the history of their culture. Anton Vũ tường trình cho chương trình Việt ngữ của hệ thống truyền thông Á Châu tại Hoa Kỳ, Asian Media Network.